Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Khoa có vinh hạnh được xem tay cho em Kim. Và chúng ta hãy cùng nghe Kim chia sẻ cảm nhận mình nhé. Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Kim ạ. Hiện tại là mình đang làm sang bên bất động sản. Vừa rồi anh Khoa có xem tay cho Kim là ảnh chỉ như là xem trên cái bàn tay thôi mà có thể là đoán được là cái tình trạng mà Kim đang mắc phải như thế nào. Thì em Kim cảm thấy là nó rất là đúng luôn. Nó thì hiện tại là cái dạng sức khỏe của Kim là nhìn khỏe như vậy thôi, chứ mà thực chất nói chung là cái mình cảm những cái cơ thể của mình nó đang rất là yếu. Thỉnh thoảng là giống như là mình làm việc mà nó hay kiểu như là ban ngày mình đi làm việc mà nó cũng hay bị chóng mặt, nhức đầu, rồi nói chung là cũng rất là nhiều vấn đề xảy ra. Thì qua mà vừa rồi là được anh Tha lựa tay á, cho nên là Kim rất là bất ngờ về cái điều này. Thì chắc là có lẽ là mình sắp tới là em nên cũng như là xem lại cái chế độ sinh hoạt của mình. Chính xác rồi. Cho nó tốt hơn anh ha. Các bạn xem thay luật sức khỏe là một trong những phương pháp mà chỉ trong khoảng 5 phút thôi sẽ giúp cho chúng ta biết được tình trạng sức khỏe hiện tại của mình. Nếu như các bạn đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy gửi hình ảnh cho Khoa thì Khoa sẽ xem tay cho các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại. Một lần nữa em xin cảm ơn Khoa nhiều nha.